khiêm tốn trước trận gặp UAE. Đội tuyển Thái Lan đang có 4 điểm sau 2 lượt đấu ở vòng loại World Cup 2022, kém đội đầu bảng là UAE 2 điểm. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp của hai đội bóng này trên đất Thái Lan vào ngày 15 tháng 10 tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi được hỏi về trận đấu này, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kia Tisuk lại tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông hy vọng đội nhà có thể giành được một điểm trong trận đấu với UAE trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018 huấn luyện viên Kia từng giúp đội tuyển Thái Lan giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng. Dù không thi đấu thành công nhưng đó vẫn là chiến tích đáng được nhắc tới của bóng đá Thái Lan. Dù vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với UAE với quá nhiều tổn thất khi Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan chấn thương. Ngoài ra, bốn cầu thủ Supachok Sarachat, Sirathon Bunmathan, Pansahem Vibun và nazubadin Nulatnodom cũng chưa chắc ra sân dù trở lại tập luyện. Trước khó khăn lực lượng, Huấn luyện viên Akira Nishino vẫn tỏ ra lạc quan, trận đấu giữa Thái Lan và UAE sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10.